Con thấy đời sống xuất gia thật có nhiều điều khó khăn, nhất là những khi bệnh tật trái gió trở trời mà mình chỉ có một mình xa rời người thân thì phải làm sao? Ví như khi thân bệnh không ai kề cận chăm sóc. Sư có thể chia sẻ kinh nghiệm của sư từ hồi còn là cư sĩ tập tu cho đến khi xuất gia, vào những lúc khó khăn như vậy thì sư đã sống như thế nào? Có đôi lần, có đôi lần, có khi là khuya gần sáng, tức là khoảng cỡ 2 giờ sáng, thì có vị sư đập cửa, thì sư mới mở mắt dậy và sư xem thì vị này bệnh, và nhờ sư giúp đỡ thì sư thấy là vị này rất là lạnh và sư tìm cách sư sưởi ấm cho vị này, làm tăng nhiệt độ cho vị này, rồi kiếm thuốc cho vị này uống đấy, và chờ rồi xoa 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 đầu rồi cho nó bớt, rồi thì đỡ, rồi thì về nghỉ. Hoặc là như có trường hợp á, buổi tối sư có lần thì rất là nhức đầu, mà nó cũng khuya rồi, cũng tầm cỡ đó đó, 12, nói chung là qua 12 giờ rồi, khuya rồi, thì nó kẹt cái là lúc đó không có thuốc nhức đầu, lúc đó không có thuốc nhức đầu ở chỗ, thì sư mới đi ra ngoài tìm tìm coi có vị sư nào chưa có ngủ hay không, và sư tìm. Và sau đó sư qua phòng kế bên, sư kêu cái vị vị sư chung chùa đấy, rồi xin vị đó thuốc nhức đầu và uống đấy. Hoặc như có trường hợp thì cũng có vị cũng bị bệnh và hỏi thăm sư, hỏi thăm mấy sư trong chùa coi là mấy sư có thuốc này thuốc kia hay không, thì vẫn có. Tức là đó, như Đức Phật có nói ở trong Tạng Luật, đời sống xuất gia thì mình từ bỏ gia đình rồi thì chỉ có thể nương tựa vào nhau thôi, cho nên là trong những cái lúc mà mình cần phải có thuốc thì có thể nhờ những vị đồng tu giúp đỡ thuốc men, hoặc là giúp đỡ những cái khác, hoặc là như trong trường hợp đó, có vị bị bệnh rồi ngủ không có dậy, thì mấy sư cũng xúm nhau lại đó, rồi người thoa chỗ này người thoa chỗ kia, rồi cho uống thuốc, rồi xoa bóp, rồi chờ này nọ, rồi trong trường hợp mà nhắm mà không được á thì đưa đi bệnh viện. Nó chỉ như vậy thôi, đời sống tu sĩ nó chỉ như vậy thôi. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái kẹt, đó là quý vị cứ nghĩ mấy ông sư mấy ông giàu chứ thực tế không có đâu. Thực sự mà nói á, đời sống tu sĩ thì rất ít ít vị lắm, ít vị có cái khoản dự trữ cho những cái lúc ngặt nghèo, ví dụ như là ốm đau bệnh tật. Thành thử thì đó cũng là một cái khoản đáng lo, nhất là đặc biệt với những vị mà cũng không có nổi tiếng, không phải thiền sư, không phải pháp sư, cũng không có học trò đệ tử, thì đối với các vị đó thì cũng tương đối khó. Như vậy đó, trong những trường hợp như vậy thì mình phải tính như thế nào? Trong trường hợp mà mình không nhờ được ai giúp thì chịu thôi. Nó chỉ đơn giản là nếu như nếu như mà mình không tìm được thuốc phù hợp, hoặc là không tìm được cái người giúp đỡ, thì lúc đó một vị tu sĩ làm đúng cái việc mà một vị tu sĩ phải làm, đó là gì? Quay trở lại thực hành cái đề mục của mình, thực hành cái đề mục mà mình chuyên cần nhất, mình rành rẽ nhất, và chờ thôi. Nếu như mà bệnh nó hết thì nó sẽ hết,
Nếu như mà có vị sư nào đến giúp đỡ được thì sẽ đến giúp đỡ, còn nếu như mà chờ không kịp thì mình cũng ít nhất là mình chết trong chánh niệm ở chùa đi. Có vị cũng lớn tuổi nói với sư thì đêm hôm đi mệt quá tưởng là mình chết rồi, yên tâm chết trong chùa khỏe, lúc đó mình buông thôi, chỉ buông thôi, đừng làm gì hết trơn, buông thôi. Chết ở ngoài đời đó thì mình còn lo nhà, lo cửa, lo nọ, lo kia, chứ còn chết trong chùa thì mình đâu cần gì phải lo. Thành thử cái nói gì thì nói, cái sự chết nhất là đặc biệt ở trong các cái chùa thì nó không có nặng như là ở ngoài đời. Nó không sợ chết cũng không đúng, tại vì mình chưa có thánh, chưa phải là thánh. Mình đừng có nói trước bước không tới, nhưng ít nhất cái cách nói và cách nghĩ về sự chết nó không có nặng như là người đời. Tức là cái gì tới nó sẽ tới thôi.